Rồi em xin chào cả nhà. Hôm nay nè em xin lên cả nhà một con thương hiệu nè, Freeway cả nhà. Ủa cái con này dáng rất là đẹp luôn cả nhà. Đây nè, dáng rất là đẹp luôn nha. Đó, niềng xay được luôn ha. Niềng xay rất là mướt luôn. Kim cọc số có dạng ánh sáng luôn ha. Đây, em test kim nha. Đó, dạ vàng rất là sáng luôn. Cái chớp ở trên này cũng có dạ vàng nữa nè cả nhà. Đó, dạ vàng dáng là đẹp luôn ha. Đây là cái em nhìn nè. Đó, cái dây nè. Con này bụi á, để đây, lao cái này ra bóng lưỡng liền. Đây là cái nha. Cái mặt sau nó có nhìn thấy không? Nó bóng luôn á. Như là con này nè, giống như là hàng trưng bày hay sao nha. Nhìn rất là mới luôn nha. Mặt sau nó cả nhà. Cho cả nhà mình lên tay xem thử nè. Form lên rất là đẹp luôn ha cả nhà. Form lên tay rất là đẹp luôn. Khóa, khóa gài luôn nè. Con này dài lắm, dây tay cầm 20 hơn luôn cả nhà, đeo vẫn được luôn á. Tay rất là dài luôn nha. Đây, rất là đẹp luôn, để em ra size cho ha. Con này size 39.6 nha. Em tính núm luôn là 43. Kính riêng ha, do bỏ trong lô nó có một hai vết lông mèo rồi cả nhà, không đáng kể đâu ha, nhìn vẫn rất là đẹp luôn, niềng xay được luôn nha. Con này form dáng à, cực kỳ đẹp luôn nè, cả nhà nhìn nè. Đó, rồi con này em sẽ bán cả nhà mình với giá là 750k nha, mã C46 cả nhà. Đó, 750 thôi ha, mã C46. Con này hãy chạy máy pin nha cả nhà, pin thường thôi ha, hết mình cứ thay pin bình thường thôi nha cả nhà. Đó, pin thường thôi nha. Có nhiều anh á không biết á, nên hỏi em là pin hay cơ này nọ đó, em sẽ báo ha, máy pin thường thôi ha, máy Nhật luôn. Rồi kết một cái chụp hình gửi cho em nha. Rồi thì á, bên em á là cọc chuyển khoản mới đi hàng cả nhà, còn nếu mà cả nhà mình chuyển khoản hết luôn cho em á là em bao ship luôn nha. Rồi em xin chào cả nhà nha, rất là đẹp nha.